Theo ghi nhận của chúng tôi, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát ở số 36 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra tất cả những người đi qua. Hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng lượng phương tiện qua đây khá lớn, lực lượng chức năng đã bố trí phân luồng, đảm bảo phương tiện không bị ùn ứ khi kiểm tra. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra giấy đi đường, kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được vào, ra vùng 1, bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Hà Nội đã lập 21 chốt loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Công an thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện, cùng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế trực 24/24 giờ. Cách đó khoảng 500m, tại ngã ba giao đường Hồ Tùng Mậu và đường Hoàng Công Chất, các lực lượng cũng đang tiến hành lập chốt kiểm tra người dân. Ngoài ra, 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do Công an quận, huyện chủ trì thực hiện. Bên cạnh đó, 9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do Công an xã, phường, thị trấn đảm nhiệm.